Đây là ao của mình nhá. Cá chấm thì bây giờ đang nó đang loại 5 lạng, 6 lạng một con. Đấy, mình sẽ chia sẻ cho mọi người chăn bằng thân cây chuối mọi người nhá. Mình quê Đông Bắc thân mến chào tất cả mọi người nhá. Ở đêm nay thì mình vào chăm sóc cho đàn cá của mình. Đây cá chấm của mình đây là cái lứa này để đó nó đang loại 1 cân đến 1 cân 2 cân 2 đây, 1 cân đến 1 cân 2 là cá nó đang độ ăn rất là khỏe đây. Mình sẽ vào trong vườn kia để lá chuối về để mà thái cho nó ăn nhá, mọi người cùng theo dõi nhá, và mình sẽ chia sẻ một số các cái cách để mà chúng ta chăn hiệu quả nhá. Đây nhá quý vị nhá, toàn là bộ khu vực vườn chuối của mình đây là chủ yếu trồng để lấy lá để mà phục vụ cho nguyên khu ao này các bạn nhé. Đây mình trồng cũng khá là nhiều, nó 100-200 bụi chuối để mà phục vụ toàn bộ khu ao của mình. Đây những cái lá này nó đã già rồi nên mình sẽ cắt hết đi để mà cho cá bình thường này. Đấy tất cả khu vực trong này đều là mình để phục vụ cho khu ao này. Đây cái ao cá của mình đấy các bạn nhé. Đó phía xa xa kia. Bây giờ mình sẽ lấy một vác lá chuối đây, và sẽ ra kia để xay cho cá ăn nhé. Đây các bạn có thể thấy lá như cái búi này thì mình cắt đều lắm. Đây đối với búi chuối này mình cắt rất là đều luôn. Và cái vườn bên kia cũng vậy này. Ngay mé bên kia mình cắt rất là đều luôn, không để lá nó già đi, nó sẽ không có chất. Hầu như là mình tận dụng hết. Mình cũng đi rất nhiều nơi ở các cái làng quê Việt Nam mình. Đối với cây chuối thì nơi nào cũng rất là dễ trồng, mà nơi nào hầu như khắp mọi nơi đều có. Mà nhiều nơi mình cũng thấy nó rất là lãng phí nên mọi người bỏ không, để cho nó già héo, búi chuối nó xấu đi. Mình sẽ tận dụng hết toàn bộ những cái kể cả thân và lá luôn. Đây là mình đối với mình đây thì mình dùng chuyên để lấy lá thôi nhá, mình không 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 phải để lấy buồng chuối đâu nhá các bạn nhá, không phải không lấy quả. Mà như thế này là mình sẽ cắt bớt đi này. Cắt bớt đi và các cái búi như trên này cũng vậy, là mình sẽ phục vụ cho toàn bộ khoa của mình. Đây cỏ cũng rất nhiều nên chúng ta đổi liên tục cỏ lá rồi lá chuối tất tật luôn. Đây khu vực bên trong này cũng vậy này. Tận dụng tất cả luôn. Rồi mình sẽ đi cắt và mang ra xay để cho mọi người cùng theo dõi mình nhé. Đây và sau khi mình đã lấy một vác về rồi đây, to bà lòa đây, và bây giờ mình sẽ tiến hành xay ra nhé để cho chúng ao cho cá. Do mình chưa làm được cái máng từ chỗ này mà nó ra chỗ kia, lấy ra chúng ta là lấy cái miếng tôn đấy về làm cong cong này này. Khi mà cái máy nó thổi lá từ đây ra này, từ đây ra nó sẽ rơi xuống đây và trôi ra ngoài kia thì nó sẽ tiện hơn. Nhưng mà hôm nay thì mình lót tạm cái bạt đây. Trước đây thì mình cũng toàn lót bằng cái bạt này khi nó rơi xuống đây thôi. Rơi xuống đây là được rồi. Đấy thế nên là mình sẽ bắt đầu tiến hành xay nhá, để cho cá nó vào nó ăn ở đây. Đấy, lúc nãy mình có vào thì nó đã ăn hết rồi. Chăn như thế này ấy, tại vì mình không ở đây thì bố mẹ ở đây thì ném những cái này cho ăn tạm thôi. Chăn này thì nó hay bị chúng ta phải dọn được, không dọn được thì những cái mà nó không ăn được thì nó sẽ chìm xuống đáy ao và gây thối đáy. Đây là cái lều của mình đây. Đây là toàn bộ đây là ao mình, những cái chỗ mà quý vị có thể nhìn thấy cái dàn tre kia là dàn nổi kia để chống trộm, gọi là chống cũng không hẳn là chống 100% được, nhưng mà ít ra thì những cái nó cũng bảo vệ được mắt thôi. Nhớ đâu mà người ta mò vào mà mình mò thấy thì người ta cũng gây cái điều khó khăn cho người ta khi mà tháo chạy lưới đấy, thì nó có thể mắc vào đấy. Mình làm các cái dàn tre để bảo vệ người. Bây giờ thì các bạn biết không, có kể cả ngồi ăn cơm uống rượu mình thôi mà đi lấy cá của mình như thường ấy, nên là không thể tin được. Công tác chăn nuôi là một chuyện rồi, bảo vệ được cá đến thu hoạch cũng rất là chi là khó khăn. Bây giờ mình sẽ tiến hành xay chuối nhá. Đây và mình sẽ bắt đầu tiến hành cắm điện để xay nhá các bác nhá.
người cứ thế là đút vào nhá, cả thân như này nhá mọi người ơi, cứ đút vào này thôi. Máy đang mở ra rồi, đút hết rồi, nó sẽ bơm ra đằng kia. Nó xay rất nhỏ luôn. Đây chỉ sau vài phút xay thôi thì những cái tàu lá chuối sẽ được xay nát ra như thế này đây, thành sợi như thế này này. Và những cái mà ở cái đầu cận của nó sẽ nát ra như thế kia kìa. Các bác có thể nhìn thấy ở dưới nước là nó nát như thế kia. Của cái lợi ích của việc chăn thế này ấy, chúng ta xay được này ấy, thì nó có thể tận dụng và ăn được 99,9% luôn chúng ta. Ít khi nó bị thừa như cách truyền thống mà mọi người quăng xuống như kia thì nó sẽ thừa lại. Sau vài ngày chúng ta không dọn được thì nó sẽ chìm xuống và gây úng nước. Thế cá sẽ bị bệnh. Chăn này hầu như mình chưa thấy bao giờ mà bảo nó ăn không hết bao giờ đấy. Chứ gì nó nổi vào nó ăn. Giờ mình sẽ xuống và mình kéo cái bạt này hất ra ngoài kia để cá nó vào đấy. Các bạn thấy không? Nó đã vào ăn rồi đấy. Đây, và sau khi xay xong rồi thì chỉ việc rú cái bánh bạt cái là các cái lá chuối mình đã được trôi ra ngoài tráng rồi, và một phần thì nó đọng trong này kệ nó thôi, đêm cá nó sẽ vào nó sẽ ăn đấy. Theo các bạn có thể quan sát đấy là những cái móng này cá đã bắt đầu vào ăn rồi đấy. Và đây quý vị có thể quan sát tại con máy ở đây thì bắt đầu đàn chấm bắt đầu chúng mò đến để ăn lá chuối. Chúng ăn rất là nhanh và ăn rất là mạnh luôn. Có thể nói là mình đã từng chăn bằng cả thân luôn nha các bạn nhé. Cả thân và cành, cả cái thủy của nó luôn chúng ta xay hết ra. Những cái phần thừa kia ấy, là do mình không ở đây, không trực tiếp ở đây nên là đây bố mẹ thì ở tại trong này nên là thấy cá đói thì chăn cho mình thôi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nó vào ăn thấy ham không? Tại vì sở dĩ mình làm clip này ấy là vì mình cũng đi rất là nhiều nơi và thấy có rất là nhiều các hộ gia đình có ao mà để những cái bụi chuối ấy, nó tàn rửa lá khô lá chết rất là nhiều luôn. Mình cảm thấy rất là tiếc nuối. Có thông qua clip thì mình rất mong rằng những ai mà đang chăn nuôi cá chấm, kể cả làm kinh doanh hay là làm hộ gia đình, thì chúng ta nên tận dụng. Chỉ cần cái máy thái có vài trăm nghìn thôi là chúng ta có thể thái, mà cái lợi ích của nó chăn như thế này thì nó không gây thừa nhiều và không làm thối nước ao.
Cá ăn rất là mạnh luôn, quý vị có thể quan sát ngay tại góc máy. Vào ăn hầu như là rất là nhanh luôn các bạn. Có thể như thế này, nếu mà với lượng cá của mình thì mình không nuôi nhiều, mình chỉ nuôi hơn 100 con đến 150, 150 con đến 200 con thôi. Mình nghĩ là nó có đợt thì nó sẽ đậu, có đợt thì nó không đậu, thì nó đến lúc thu thì nó cũng chỉ còn được 50-60%. Tại vì mình cũng không hiểu nó có chết hay không, hay là mất trộm hay như thế nào, nhưng đại thể là lúc thả thì đếm bằng đấy. Nhưng mà tại vì mình thả đã to rồi nhé các bạn nhé, mình không phải là thả giống nhỏ, nó ăn được lá chuối rồi đấy. Đấy các bạn có thể thấy là vào ăn rất mạnh luôn. Các bạn có thể quan sát là có sự tham gia của cả cá rô nó cũng ăn nhé các bạn nhé. Đấy, cá chấm nó vào nó ăn, nó đớp thấy sướng không? Đấy, ăn một lúc là hết chỗ này luôn. Một vác thường là nếu mà sau này nó cá nó kích cỡ nó to hơn thì chúng ta chăn tăng lên, tận dụng cá thân tất cả luôn, ta xay ra. Đấy, các bạn có thể thấy là nó ăn vào ăn rất nhanh luôn. Rồi, mình xin được kết thúc clip ở đây. Quý vị có thể ủng hộ cho kênh bằng cách ấn đăng ký để đón xem miễn phí tất cả mọi video trên kênh của mình Quê Đông Bắc nhé. Mình cảm ơn rất là nhiều. Xin chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong video gần đây nhất. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.